Theo ghi nhận tại nhiều cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố Hà Nội vào trưa ngày 12 tháng 10, tình trạng người dân xếp hàng để chờ đổ xăng vẫn xảy ra. Mặc dù vậy, theo khảo sát của PLO, người dân đã biết việc xếp hàng đổ xăng là do nhu cầu thật sự mà không phải do lo ngại về việc khan hiếm xăng dầu. Lúc 12 giờ ngày 12 tháng 10 giữa trưa nắng, tại một cửa hàng xăng dầu nằm trên đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, nhiều người đã tới đây chờ tới lượt vào đổ xăng, các nhân viên hoạt động hết công suất. Nhân viên ở đây cho biết, mỗi lần nhập về chỉ bán được vài giờ đồng hồ là hết, nhân viên này cũng không biết khi nào mới có hàng để bán tiếp. Trong khi đó, tại cửa hàng xăng dầu số 526 đường Láng, hôm qua đã phải tạm đóng cửa vì hết xăng, nhưng hôm nay cửa hàng này đã hoạt động trở lại. Nhân viên ở đây cho biết, nhập được hàng lúc nào sẽ bán lúc đó. Cửa hàng cũng không bán cho người dân tích trữ khi mang chai lọ tới, vì nó liên quan đến cháy nổ. Trước đó, chiều ngày 11 tháng 10, giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh theo chu kỳ mới. Theo đó, giá xăng E5 tăng 560 đồng trên 1 lít, lên mức 21.290 đồng trên 1 lít. Giá xăng A95 tăng 560 đồng trên 1 lít, lên 22.000 đồng trên 1 lít. Giá dầu Diesel tăng mạnh 1.960 đồng trên 1 lít, lên 24.180 đồng trên 1 lít. Dầu hỏa tăng 1.140 đồng, lên 22.820 đồng trên 1 lít. Dầu mazut giữ nguyên giá bán 14.090 đồng trên 1 kg.